Chào các bạn, trên tay mình đang là cái điện thoại HTC Desire 516, hai cái máy màu trắng và màu đen. Ở bên tay trái mình là cái máy màu đen và bên tay phải là máy màu trắng. Thì hai cái máy này mình mượn được của các anh ở cửa hàng Viettablet. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu về hai cái sản phẩm này cho các bạn xem. Thì cái Desire 816 là một cái máy có cấu hình tầm trung. Thực ra thì nếu mà trong cái phân khúc sản phẩm của HTC thì họ đánh giá nó là cái dòng máy giá rẻ, nhưng mà so với cái mức giá khoảng gần 4 triệu đồng của các hãng khác thì nó cũng không được gọi là giá rẻ lắm. Desire 816 thì có giá khoảng gần 3 triệu 9 ở thị trường sách tay, còn thị trường chính hãng thì mình chưa thấy là họ, là HTC Việt Nam có mong muốn bán ở nước ta. Thì cái Desire 816 là một cái máy có màn hình 5 inch và cấu hình không cao lắm. Có vẻ như là nó cũng không do HTC sản xuất mà nó sẽ dùng OEM từ bên thứ ba. Hiện tại thì dòng Desire thế hệ mới 2014 thì mình nhớ là chỉ có Desire 816 là do HTC sản xuất thôi. Và dưới này chúng ta có những cái phụ kiện. Những cái máy này thì nhập ở thị trường Trung Quốc về nên nó sẽ có tiếng Hoa. Ở đây là có sợi cáp micro USB, chúng ta có cổng sạc của HTC và một cái cục pin. Như vậy là cái máy này cũng không có tai nghe kèm theo. Đây là cái HTC Desire 516 và chúng ta có cái viên pin 1950mAh ở đây. Thì cái viên pin này so với một cái màn hình 5 inch là không lớn, nếu mà không muốn nói là hơi nhỏ. Mình cũng chưa biết là cái viên pin này có đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng trên cái máy này không. Thì đây là cái Desire 816. Ở mặt trước thì bạn sẽ có một cái màn hình 5 inch độ phân giải QHD. Với cái giá khoảng 4 triệu đồng mà sử dụng cái màn hình QHD thì có lẽ là Desire 816 hơi cao một xíu, bởi vì ở cái tầm giá này chúng ta có Motorola E hay là các cái máy Zenfone 5 thì cái màn hình nó đều đạt là 720p. Cũng khá khó cho HTC bởi vì cái thương hiệu của họ, họ luôn đánh giá mình là cao cấp hơn các nhà sản xuất khác nên họ sẽ áp giá cao hơn. Chính vì vậy mà bạn nào mua điện thoại HTC cùng giá thì chúng ta luôn có cái tỷ lệ hiệu năng trên giá không tốt bằng một số nhà sản xuất khác, mặc dù chúng ta sẽ có một số cái tính năng riêng biệt hay là được cái thương hiệu HTC mà người ta luôn rất là thích. Ở mặt trước thì chúng ta có cái loa ngoài, chúng ta có đèn camera phụ, có ba cái phím cảm ứng. Ở mặt sau thì HTC sử dụng một cái camera rời không có ultra pixel, chúng ta có đèn flash LED. Ở trên đỉnh thì bạn sẽ có một cổng micro USB và jack cắm tai nghe 3.5mm, phím nguồn ở bên cạnh trái và hai phím tăng giảm lượng tách rời với nhau ở đây. Thì cái cảm giác bấm những cái phím ở trên HTC Desire 816 khá là mềm và dễ chịu, và cảm giác cầm cũng không hề khó chịu một chút nào bởi vì máy được bao tròn và sử dụng nhựa. Bạn lưu ý là cái nhựa ở trên Desire 816 nó là nhựa màu hơi ngả về màu cháo lòng một xíu, hơi ngả vàng nhẹ một xíu chứ không có phải là màu trắng kiểu trắng ngà ngà, chứ không phải là màu trắng ngọc trinh như mà như là chúng ta hay quen thuộc. Ở dưới này là cái mic và có một cái khay để bạn mở nó ra, bạn sẽ gắn pin, máy thì chỉ có thể thay pin. Cái máy này thì có hai khe cắm sim và một cái khe cắm thẻ micro SD ở đây, mình sẽ gắn cái cục pin này vào. Đó. Desire D516W đó là tên mã của sản phẩm này. Đó. Ở đây thì bạn sẽ thấy một cái loa. Có vẻ như cái loa này thì HTC làm một cái mấu nó hơi lồi lên để giúp cho cái phần ống kính nó cũng sẽ lồi tương ứng và khó bị dày hơn, hoặc là họ làm cái mấu này để cho cái loa nó thoát lỗ tiếng ra tốt hơn. Máy thì có 1GB RAM và 4GB bộ nhớ trong. Như vừa nãy các bạn có thể thấy thì chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp. Như các bạn có thể thấy vừa nãy thì chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp thông qua khe cắm thẻ nhớ ngoài. Đây, chuyện về tiếng Anh, không có tiếng Việt. Đó. Chúng ta đã có tiếng Anh rồi. Thì cái điểm mà mình không thích ở cái máy Desire 516 này là việc sử dụng Android 4.3. Khi mà mới ra mắt thì nó sử dụng 4.2, nhưng bây giờ HTC họ đã nâng cấp nó lên 4.3. Cái việc mà ra một cái máy chạy Android hoàn toàn và sử dụng hệ điều hành cũ là một cái điểm không vui. Nhất là với cái giá máy nó đã hơi cao, bản chất nó đã hơi cao so với lại các cái hãng khác. Khi mà bạn dùng cái máy này thì cái dung lượng trống còn lại của bạn được khoảng 1,7GB, còn phần còn lại đã được dùng để chứa hệ điều hành. Khi mà nhìn vào cái màn hình thì các bạn thấy rõ là cái màn hình này không cao cấp. Tức là sao? Tức là khi
Chúng ta chưa nói về cái độ phân giải chỉ là QHD sẽ làm cho màn hình hơi kém sắc nét đi, mà chúng ta nói về cái tấm nền mà HTC sử dụng. Mặc dù cái góc nhìn hay là màu sắc của nó khá dễ chấp nhận so với lại cái mức giá, nhưng mà khi mà các bạn nhìn vô thì các bạn sẽ thấy là cái hiện tượng mà cái màu đen nó bị cái phần ánh sáng viền của cái màn hình nó bị lộ ra rất là nhiều và làm cho cái màn hình cảm giác là không sâu một chút nào hết. Màn hình rất là nông đó, và các bạn cũng dễ dàng thấy được cái tình trạng nó phản chiếu ánh sáng của chúng ta. Đây là một điều mà mình cũng chưa thích với cái giá mà HTC đưa ra. Ở châu Âu thì giá của cái máy này cũng khoảng 200 euro. Còn về Việt Nam thì nó là 3,9 triệu nếu mà nhập từ thị trường Trung Quốc. Chưa biết giá của HTC Việt Nam ra sao, nhưng mà nếu mà họ vẫn giữ cái giá khoảng 4 triệu khi mà bán ở Việt Nam, và mình cũng không mong là HTC Việt Nam sẽ bán rẻ hơn giá đó, thì đây là sẽ là một sản phẩm rất là khó để cạnh tranh, trừ khi bạn thật sự là một người yêu thích thương hiệu HTC. Xin cảm ơn.